Nếu mà không phải lo cơm áo gạo tiền thì ước mơ của bạn là gì? Tôi sẽ bỏ phố về quê, xây căn nhà nhỏ liền kề mẹ cha, trồng rau thả cá nuôi gà, bốn mùa thưởng thức, uống trà làm thơ. Tất nhiên đó chỉ là mơ, thế còn các bạn ước mơ điều gì? Nàng chàng mây trắng đã đi theo chồng, ngôi nhà bỏ không. Chẳng lâu sau người ta tới tìm để đưa cô một lá thư. Salad thứ nhất tiện lợi dễ sử dụng, đường kính 30 cm, vành rộng đáy sâu, dễ dàng trộn salad. Thứ hai chất liệu cao cấp, công nghệ che cuốn tỉ mỉ.